Tung tin sai sự thật lên Facebook, người dùng cần có trách nhiệm hơn. Tung tin vô tội vạ Sự việc tung tin dịch tả lợn châu Phi sai sự thật lên mạng hồi tháng 3 năm nay tại Hà Nội đã khiến cho nhiều người hoang mang vẫn chưa hết nóng thì mới đây một phát Booker ở Đà Nẵng đã tung tin bò khô làm từ thịt người để câu like cho Facebook bán hàng của vợ. Đây thực sự là một thực trạng đáng báo động với việc sử dụng môi trường ảo vô tội vạ của nhiều người, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng. Trong tháng 3 năm nay, chủ của fanpage có tên Đầm Bầu Thời Trang mì đã đưa thông tin và hình ảnh về việc chế biến, bày bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội và kêu gọi tẩy chay thịt lợn vì có thể lây sang người. Tuy nhiên, qua xác minh, kiểm tra, những hình ảnh trên fanpage này là lấy lại từ nhiều báo điện tử. Cụ thể đây là hình ảnh về bệnh sán dây ở lợn xảy ra tại Bình Phước vào tháng 11 năm 2018. Đồng thời theo các nhà khoa học, dịch tả lợn châu Phi cũng không lây sang người. Đây là fanpage chính thức của cửa hàng thời trang Mami và được chia sẻ với hàng trăm tài khoản Facebook khác. Trong buổi làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, chủ fanpage này cũng đã chấp thuận ký vào biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 20 triệu đồng. Mới đây tại Đà Nẵng, một nhóm thanh niên đã tung tin bò khô làm từ thịt người lên Facebook, gây hoang mang dư luận. Cụ thể hơn, nhóm này thông tin, mọi người ơi, bọn Trung Quốc đã lấy thịt người để làm bò khô đó mọi người ơi, bọn chúng đã đưa sang Việt Nam chúng ta rồi, mong mọi người chia sẻ, đừng mua nhầm nhà. Thông tin này ngay lập tức được chia sẻ đến 4.000 lượt cùng các bình luận tiêu cực gây hoang mang. Trước vấn đề này, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Đà Nẵng đã mời 3 người đặng thông tin trên lên làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai đã copy nội dung cảnh báo từ một trang Facebook nhưng không nhớ tài khoản nhằm mục đích câu like, tăng tương tác để bán hàng online. Cần có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng mạng xã hội. Theo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Đà Nẵng, hành vi của nhóm trên về việc cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự uy tín của cơ quan tổ chức và nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt từ 20, 30 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh những người này có lai lịch tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhận thức kém, vi phạm lần đầu và đã thành khẩn khai báo nên đơn vị này đề xuất cảnh cáo, gian đe. Một chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị số tại Việt Nam cho biết, tin giả trên mạng xã hội thực sự là mối đe dọa cho cả xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Nhiều người vô tư chia sẻ các nội dung vô thưởng vô phạt, sai lệch trên mạng xã hội giúp nó phát tán rộng rãi, gây nguy hại cho cộng đồng và trong câu chuyện về tả lợn kể trên, nó gây hại trực tiếp đến người nông dân, cho ngành nông nghiệp nước nhà. Tuy nhiên, nhận thức của nhiều người ở Việt Nam cho rằng, môi trường ảo như trên mạng xã hội chắc có lẽ sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những phát ngôn của mình nên họ vô tư nói, vô tư bịa chuyện để câu like, câu lượt tương tác, trong khi chế tài xử lý vẫn chưa thực sự cứng rắn, chỉ xử lý các vụ việc lớn, khiến cho các tin giả cứ âm thầm trà trộn, chờ dịp bùng phát. Vì vậy, vị này cho rằng người dùng mạng nên nâng cao ý thức đối với hành vi của mình, nó có thể gây nguy hiểm cho xã hội với những thông tin sai trái và có thể đối mặt với trách nhiệm dân sự và thậm chí là hình sự. Gia Hưng